nghe đây, hỡi toàn dân Do Thái và tất cả các dân tộc dưới quyền thống trị của hoàng đế. Hết thảy hãy nghe đây, nghe đây. Chiếu theo lệnh của hoàng đế ban ra cho tất cả những người dân trong đế quốc, bất cứ ai đang ở xứ nào, nước nào, hãy trở về quê quán mình để ghi tên kiểm tra dân số. Ai ngoan cố, bất tuân sẽ bị nghiêm trị theo quy luật đã định. Theo lệnh truyền của hoàng đế, mọi người thu xếp hành trang lên đường mà về quê hương mình. Giữa mùa đông, từng đoàn người lũ lượt kéo nhau đi. Giuse và Maria vì là dòng dõi David nên phải rời Nazareth mà về Bethlehem. Maria, em có sao không? Giuse ơi, đừng còn xa lắm không? Em cảm thấy trong người khó chịu lắm. Chúng ta đã gần tới nơi rồi em ạ. Em ngồi nghỉ một chút cho đỡ mệt, để anh vào quán trọ trước mặt chúng ta xem thế nào. Vâng, anh đi mau. Kẻo người đông thế này thì hết chỗ mất. Đã tìm được chỗ trọ chưa Giuse? Giuse nhìn Maria bạn mình mà lòng thắt lại. Cái lạnh hôm nay không chỉ do thời tiết của đông giá, nó còn là cái rét từ tận tâm can của những con người bị từ chối, buốt giá từ tận con tim. Cái rét không gì có thể sưởi ấm, cái buốt giá của tình người khô lạnh. Những quán trọ gần đây đã hết chỗ rồi. Thôi, chúng ta đến cuối làng có lẽ tốt hơn em ạ. Xin lỗi, có ai ở trong nhà không? Làm ơn cho tôi hỏi thăm.
Có, có. Xin mời vào. Thưa ông, chúng tôi là khách đường xa. Trời đưa mùa sương tuyết, mà đêm đã xuống rồi. Xin ông cho chúng tôi một chỗ qua đêm, vì bạn tôi đã tới ngày sinh nở. Xin ông thương Phật nghèo hèn của chúng tôi. Chỗ thì còn, nhưng mà xin lỗi ông, ông nên tìm quán trọ khác thì hơn. Sao vậy ông? Thú thật, các phòng trong quán này giá rất cao. Dạ, chúng tôi chỉ có một chút ít đây. Xin ông vui lòng nhận cho. Vì danh Chúa, xin ông thương cho chúng tôi. Thế cũng được, nhưng chỉ đêm nay thôi đó. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông. Ông ơi, làm gì ngoài đó lâu thế hả? Làm gì mà ở ngoài này mà cũng gọi không trả lời. Ê, hai cái người nghèo nàn này là ai? Tính đến đây ăn xin hả? Không, không. Ừ, thưa bà. À, cái ông này ngon, hương người quá ha. Quán của tôi sáng trọng thế này, không có chuyện đến đây xin xỏ gì hết. Đi ngay cho khuất mắt tôi. Thưa. Không có thưa gửi gì hết, đi ngay. Bà ơi, không phải thế đâu. Họ là lữ khách nghèo nàn đến đây xin ở trọ. Tiền này là chút ít của họ gửi cho mình. Bà thương tình cho họ đi, vì vợ của ông ấy mệt và sắp sinh rồi. Chỉ có bao nhiêu đây mà đòi ở chợ quán tôi sao? Thưa bà, xin bà giúp chúng tôi. Tôi thì sao cũng được, nhưng vợ tôi... Không được, tôi đã bảo không là không. Chỗ chúng tôi đâu phải chỗ trước các bà đẻ. Thật là xui xẻo cho quán tôi. Bà làm ơn giúp cho họ đêm nay đi. Đừng có mà lôi thôi. Tôi bảo không là không. Hay ông bà đi ngay. Xê, nghèo mà biết thân biết phận. Xin lỗi vì đã không tìm được chỗ trọ cho chúng ta qua đêm nay. Maria, em có sao không? Maria, Như Thế ơi, em đau quá. Chắc là em sắp sinh rồi. Cố lên em à. Phía trước có một hang đá nhỏ. Hay chúng ta đến đó ngủ tạm qua đêm nay vậy? Giữa đêm đông giá lạnh, con người khước từ Thiên Chúa, Giuse và Maria dìu nhau qua gõ cửa mấy nhà nữa, nhưng tất cả chỉ vì thiếu tiền, bị từ chối, cũng không có lấy một tiếng vọng hay an ủi hai người. Không tìm được chỗ trọ, ý nghĩ cuối cùng đến với Giuse là ra ngoài cánh đồng tìm chỗ tạm trú nơi hang bò lừa để cho Maria nghỉ mệt qua đêm. Các ngài âm thầm bước đi trong tình yêu, phó thác nơi Chúa quan phòng. Bóng chiều đã tắt, hai người lữ khách đi tìm quán để cho đêm. Hết rồi chỗ trống nên đành cất bước đi về phía nơi đồng hoa. Và rồi đêm ấy,
giữa trời mùa đông yên lặng trong hang lửa nơi cánh đồng Bethlehem, đấng cứu thế đã giáng sinh. Maria lấy tả quấn cho con và đặt trong máng cỏ.